Yên Bái, xe khách lật ngang khiến một người tử vong, nhiều người bị thương. Quảng Ninh, trao trả tài sản thất lạc cho du khách. Hành khách ùn ùn bay đêm về Tân Sơn Nhất ngày cuối kỳ nghỉ lễ. Nam Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, thì ngày hôm nay nhiều người đã quay trở lại với công việc, tiếp tục guồng quay cuộc sống. Trong bản tin ngày làm việc đầu năm, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin vừa mới cập nhật. Theo thông tin từ Công an huyện Văn Chấn, khoảng hơn 13 giờ ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán, xe ô tô khách biển kiểm soát 21B00589 di chuyển theo hướng Tân Sơn, Phú Thọ đi thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Khi đến km 151+880 quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn, ô tô khách bất ngờ mất lái, đổ nghiêng, đè vào xe máy 21BA09611 đang dừng bên trái đường. Vụ tai nạn giao thông khiến anh Phùng Mạnh L, sinh năm 1982, trú tại Hà Nội, tử vong. Hai người bị thương là Vũ Tiến L, sinh năm 1972, và Lê Mạnh Hát, sinh năm 1977, cùng trú tại huyện Văn Chấn, Yên Bái. Cả ba nạn nhân đều đang dừng bên vệ đường cạnh xe máy bị ô tô khách đè trúng. Tại hiện trường, chiếc xe để lại vệt phanh dài trên mặt đường, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô khách có 33 người, bao gồm lái xe và phụ xe. Rất may chỉ một số người bị thương nhẹ. Ngay khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Văn Chấn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái, phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp cùng các đơn vị cẩu kéo nâng xe, nhanh chóng đưa người bị thương ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu. Do lượng phương tiện qua lại nhiều, nên đoạn quốc lộ 32 qua địa phận xã Minh An đang ách tắc khoảng hơn 2 km. Đến chiều tối ngày 13 tháng 2, phương tiện xe khách mới được cẩu lên. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách trong vụ tai nạn có lắp thiết bị giám sát hành trình, sản xuất năm 2016, niên hạn sử dụng đến năm 2036. Số người cho phép chở là 2 người ngồi và 41 giường nằm. Xe khách được kiểm định lần gần nhất vào ngày 2 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 2102D, Yên Bái, có hạn đến ngày 1 tháng 5 năm 2024. Ngày 14 tháng 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa trao trả tài sản bị thất lạc cho một du khách quốc tế. Trước đó ngày 12 tháng 2, du khách quốc tế tên là Tan Zhe Quy, 38 tuổi, quốc tịch Malaysia, đã đi vào quầy làm thủ tục biên phòng, khai báo về việc đánh rơi chiếc điện thoại ở khu vực cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Trong ốp của chiếc điện thoại bị đánh rơi còn có giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, giấy phép lái xe. Sau khi trình báo, du khách này đã xuống tàu đi tham quan và nghỉ qua đêm trên vịnh Hạ Long. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ thủ tục biên phòng đã tìm lại được tài sản bị đánh rơi nói trên. Đến ngày 13 tháng 2, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Hòn Gai đã trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách ngay sau khi du khách này kết thúc hành trình tham quan vịnh Hạ Long. Nhận lại được tài sản bị thất lạc, du khách đã bày tỏ sự xúc động và chân thành cảm ơn cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai. Theo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 14 tháng 2, ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, sân bay này đón và phục vụ số lượng người quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam làm việc đạt mức kỷ lục. Cụ thể, dự kiến có 934 chuyến bay đi và đến với gần 148.000 lượt người. Trong đó, nhà ga quốc nội có tổng số chuyến bay đi và chuyến bay đến ở mức xấp xỉ lần lượt là 325 và 327 chuyến. Tuy nhiên, chuyến bay đi chỉ có hơn 34.200 lượt hành khách, trong khi chuyến bay đến có tới hơn 66.000 lượt. Như vậy, các chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh chở theo lượng khách gần gấp đôi so với khách khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đi các địa phương khác. Các khung giờ có lượng hành khách đến đông nhất ở nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất là từ 9 giờ đến 11 giờ với hơn 3.500 lượt trên giờ. Từ 23 giờ đến 24 giờ với hơn 5.200 lượt trên giờ. Đây là lượng hành khách cao kỷ lục trong một giờ đến sân bay này trong dịp Tết Nguyên đán. Trước nhu cầu khách đi lại bằng đường hàng không tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, Trung tâm Điều hành bay Tân Sơn Nhất yêu cầu các đơn vị hoạt động khai thác tại cảng thường xuyên theo dõi tình hình thực tế để triển khai giải pháp phù hợp, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ. Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã và đang phối hợp chặt chẽ với hãng hàng không để cập nhật lịch bay, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất, phục vụ hành khách.
đồng thời tăng cường phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam và các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh an toàn, trật tự giao thông. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày 14 và 15 tháng 2, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và một vài nơi ở các tỉnh miền Tây. Theo đó, nhiệt độ cao nhất tại miền Đông là từ 35 đến 37 độ C, miền Tây có nơi trên 35 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 30 đến 50%. Thời gian diễn ra nắng nóng là trong khoảng từ 12 đến 16 giờ hàng ngày. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18 tháng 2. Cũng theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao ở khu vực dân cư, đồng thời nguy cơ cháy rừng cũng tăng tại những khu vực nhiệt độ cao. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thưa quý vị, việc lựa chọn ngày đẹp khai xuân mỗi dịp đầu năm đã trở thành một điều không thể thiếu đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Vậy trong năm 2024, có những ngày tốt nào để bắt đầu kinh doanh? Nếu quý vị cũng đang quan tâm đến ngày tốt khai xuân, mở hàng đầu năm 2024 để bắt đầu việc làm ăn năm mới, đại cát đại lợi, thuận buồm xuôi gió, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà ngay sau đây để có thêm thông tin tham khảo. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với chủ đề phong tục ngày Tết và đặc biệt là các vấn đề rất là được nhiều người quan tâm. Đấy là phong thủy trong những ngày Tết này. Trong sau những cái ngày ăn Tết vui vẻ thì rất nhiều người làm ăn, kinh doanh thì luôn luôn băn khoăn là chọn cái ngày nào để mà khai trương, mở hàng đầu năm. Và để giải đáp vấn đề này thì chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia phong thủy Song Hà, một người có rất nhiều kinh nghiệm, đã có 25 năm làm tư vấn về các vấn đề phong thủy. Xin chào chị Song Hà. Vâng, xin chào nhà báo Tiên Long và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, thì trước hết chúng tôi có một cái câu hỏi mà rất nhiều quý vị khán giả đã để lại comment trên các chương trình trước đây mà chuyên gia Song Hà đã trả lời, là với người Việt và đặc biệt là cả người Trung Quốc và nhiều cái đất nước Đông Nam Á nữa, đúng không ạ? Là coi trọng cái ngày khai xuân và mở hàng. Thì chuyên gia có thể giải đáp là cái tục lệ này xuất xứ từ đâu? Vì sao lại như vậy ạ? Thực ra thì với các cái nước mà có cái nền nông nghiệp phát triển thì là luôn luôn sẽ chú trọng về vấn đề ngày giờ. Nó khác hẳn với cái tư duy của các nước phương Tây. Tại vì ở nơi đó thì là mùa màng nó thuận lợi. Thế thì chính vì cái việc nặng về nhìn thời tiết, xem ngày, xem giờ, thời điểm này, thời điểm kia, nó tạo ra một cái nếp là luôn luôn muốn chọn những cái việc quan trọng thì phải được làm vào những ngày tốt, giờ tốt. Đấy là cái truyền thống rồi. Nó xuất phát do cái đặc thù của thổ nhưỡng khí hậu mà dẫn đến là các nước phương Đông là đa phần là rất chú trọng cái việc về chọn ngày, chọn giờ. Vậy thưa chuyên gia, theo quan niệm của phong thủy để cái chọn cái ngày giờ mà đẹp để khai xuân đầu năm ấy thì là căn cứ vào những cái yếu tố nào? Để chọn cái ngày khai xuân đầu năm ấy thì đối với văn hóa phương Đông thì là bao giờ cũng sẽ tính toán dựa trên bản thể của cái người chủ doanh nghiệp, người chủ cửa hàng, người đứng chủ trong cái việc kinh doanh làm ăn đó, thì người ta sẽ rất là chú trọng đến vấn đề về địa chi. Tức là người ta sẽ không mở hàng vào những cái ngày có địa chi nằm trong tứ hành xung với tuổi của họ. Ví dụ những người tuổi Dần Thân Thị Hợi thì không bao giờ mở hàng vào ngày Dần Thân Thị Hợi. Những người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi thì không bao giờ mở hàng khai trương vào ngày Thìn Tuất Sửu Mùi. Những người tuổi Tý Ngọ Mão Dậu không bao giờ mở hàng khai trương vào những ngày Tý Ngọ Mão Dậu. Thì đấy là một cái đặc thù về tính toán theo cái văn hóa phương Đông mà người phương Đông thường hay có cái duy tâm như vậy. Vậy chuyên gia có thể tư vấn cụ thể là trong cái năm mới Giáp Thìn này thì cái ngày mà phù hợp để khai trương mở hàng là ngày nào? Ngày nào là ngày đẹp và giờ nào là giờ đẹp không? Đầu xuân năm mới của năm Giáp Thìn ấy thì do tùy vào cái đặc thù của các ngành nghề mà chúng ta sẽ nên có cái sự tính toán cho
từ mùng 1 cho đến mùng 6 để cho mọi người sẽ có được cái việc mở hàng khai trương nó thuận lợi nhất. Ngày mùng 1 là ngày Giáp Thìn thì có các cái khung giờ đẹp. Khi mở hàng khai trương thì ưu tiên là sẽ mở hàng khai trương vào buổi sáng. Thì chúng ta sẽ mở hàng khai trương vào giờ, một là giờ từ 7 đến 9 giờ, hai là giờ từ 9 đến 11 giờ. Vào ngày tiếp theo là ngày mùng 2 là ngày Ất Tỵ thì nên mở hàng khai trương vào giờ từ 7 giờ đến 9 giờ. Còn ngày mùng 4 là ngày Đinh Mùi thì nên mở hàng khai trương vào giờ từ 9 đến 11 giờ. Ngày mùng 6 thì nên mở hàng khai trương từ 7 đến 9 giờ. Thế thì chúng ta cần ghi nhớ rằng là tùy từng gia chủ sẽ có những cái sự lựa chọn ngày nào cho phù hợp. Thế thì cái ngày mùng 1 ngày Giáp Thìn thì những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi chúng ta không nên mở hàng. Ngày mùng 2 là ngày Ất Tỵ thì những người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi không nên mở hàng khai trương. Ngày mùng 4 là ngày Đinh Mùi thì những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi cũng không nên mở hàng khai trương. Ngày mùng 6 là ngày Kỷ Dậu thì những người tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu sẽ không nên mở hàng khai trương vào ngày này. Thế thì để chúng ta lựa chọn và phù hợp những cái ngày để mà tốt nhất cho chúng ta. Vâng ạ. Như vậy là với tư vấn của chuyên gia Song Hà thì ngay từ ngày mùng 1 Tết là có thể là khai trương và mở hàng nữa. Đấy là cũng là ngày tốt và phù hợp với lại là kinh doanh đúng không ạ? Đúng. Và cái giờ tốt thì là giờ Thìn và giờ Tỵ đúng không ạ? Là đúng toàn bộ trong trọn vẹn buổi sáng. Rồi, 7-11 giờ ạ. Thế thì vậy thì cũng một số quý vị khán giả đặt comment ở dưới để đặt câu hỏi cho chuyên gia Song Hà là việc chọn ngày và giờ mở hàng xong rồi thì là ví dụ như là có khách hàng thì có cần phải chọn theo mệnh không ạ? Nhìn chung là cái việc chọn cái người mở hàng ấy thì sẽ chọn chủ yếu về đặc tính của con người trước tiên. Bởi vì từ ngày xưa các cụ đã nói là một vía người bằng 10 vía tuổi. Tức có nghĩa là tuổi dù có đẹp đến đâu nhưng cái con bản thể con người đấy không ổn thì sẽ không tốt cho cái việc mở hàng. Có nghĩa là gì? Đó là những người mà thứ nhất là xông xênh thoải mái, hay mua sắm. Đấy, phải chọn những người như thế, tính tình sởi lởi, hồ hởi, luôn luôn cười nói, mặt mũi sáng sáng tươi, rồi ăn mặc chỉn chu và họ có cái mối quan hệ tốt với cái người đứng chủ. Đấy là cái điều đầu tiên nhất. Sau đó mới nghĩ vấn đề chọn tuổi. Chọn tuổi thì đối với việc mở hàng thì không nặng nề, chỉ cần là chọn trong tránh tứ hành xung thôi. Tức là những người tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu thì tránh không nhờ những người tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Những người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì tránh không nhờ những người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Và những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tránh không nhờ những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Tuy nhiên chúng ta cũng vẫn phải nhớ rằng là kể cả là tuổi có xung đi chăng nữa, nhưng nếu mà người ta đặt yếu tố về con người ấy, tốt vía đấy, vía may đấy, cái động chạm vào hàng quán nào là hàng quán đấy bán như tôm tươi thì chúng ta phải coi trọng yếu tố con người đã. Bởi vì các cụ ngày xưa đã nói rất kỹ rồi là một vía người bằng 10 vía tuổi, cho nên chúng ta không nên nặng nề lắm về cái câu chuyện về tuổi. Vậy thì cái vấn đề mà trong cái ngày khai trương mở hàng ấy thì các cái gia chủ nên thực hiện những cái nghi lễ như thế nào cho phù hợp với lại là cái phong tục hoặc là cái nghi lễ mà các cụ đã để lại? Đúng rồi ạ. Với cái việc khai trương mở hàng thì hầu hết ấy, những gia đình nào mà họ kinh doanh tại chỗ kinh doanh họ có cái ban thờ thần tài thổ địa thì họ sẽ lên hương ở ban thờ thần tài thổ địa. Còn nếu mà kinh doanh mà họ không có ban thờ thần tài thổ địa mà chỉ có ban thờ gia đình thôi thì họ cũng phải lên hương ở ban thờ gia đình để cầu nguyện, báo cáo các cụ với việc là ngày hôm nay là con mở hàng khai xuân, con đã nhờ cái tuổi người này sinh năm này bước chân vào trong cửa hàng cửa hiệu kinh doanh để mà làm cái thủ tục mở hàng cho con để con được vạn sự hanh thông, vạn sự may mắn. Thì có cái sự báo cáo như thế thì là dâng lên cái đồ lễ của cái cúng mở hàng khai trương ấy thì cũng không phức tạp nhiều, mà nó chủ yếu là đồ chay thôi, tức là hoa quả thôi. Còn một số những ngành nghề ví dụ như là họ bán phở, bán bún hoặc là bán những thứ đồ ăn ấy, hoặc là bán cà phê thì kiểu gì cũng phải có những thứ đồ đó ở trên ban thờ mà lúc mở hàng khai trương. Tại vì những thứ đồ mà mang tính chất về ẩm thực ấy là sẽ luôn luôn phải được bày ở chỗ hoặc kể cả bán trái cây thì cũng phải có những cái loại trái cây đặc dụng mà họ chuyên bán bày lên trong cái chỗ ban thờ của hôm mà họ tiến hành nghi lễ khai trương mở hàng. Vậy thì là để mà chuẩn bị cho cái nghi lễ khai trương mở hàng ấy thì các gia chủ, các nhà kinh doanh cần phải chuẩn bị đồ lễ như thế nào? Có cái điều gì cần lưu ý không thưa chúng ta?
Đối với ban thờ, mà nếu không có ban thờ thần tài tổ địa nhé, ban thờ gia tiên này, thì trong cái ngày khai trương mở hàng thì gia đình có thể bày một mâm đĩa hoa quả, không bắt buộc phải là ngũ quả, một mâm đĩa hoa quả mới, có thể là trên bàn thờ lúc bấy giờ vẫn còn đang có mâm ngũ quả, vẫn phải có một đĩa hoa quả mới. Rồi thì có tùy vào số lượng bát hương ở trên bàn thờ mà sẽ có số lượng các cái đĩa xôi với cả khoanh giò ở phía trên. Đấy, thế là có đủ đồ mặn, đồ chay, rồi một đĩa bánh kẹo và phải có một đĩa gạo và đĩa muối. Tiền thì tiền vàng thì chỉ cần có tiền tiền âm tiền dương. Tiền vàng âm dương tức là như này, tiền vàng thiên địa tức là chúng ta trong cái phong tục cổ ấy, chúng ta chỉ có hai loại tiền vàng thôi. Đó là cái loại tiền vàng mà nền đỏ, có cái mặt giữa là được thép vàng. Đấy, được gọi là vàng tiền địa, gọi là tiền 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 địa đấy. Còn tiền thiên nó là cái tiền mà nền vàng xong có các cái hình đồng xu màu đỏ xếp liên tục đấy, trông như mạng nhện ấy. Đấy thì đấy là gọi là tiền thiên. Thì bao giờ cũng phải có, mỗi một bát hương sẽ phải có 10 tập thiên, 10 tập địa để mà chúng ta coi như là kính lễ của việc cúng mở hàng khai trương. Còn ở ban thờ thần tài thổ địa thì về đồ lễ thì là luôn luôn phải có là cái thịt heo quay, phải có bánh bao nhân thịt. Thì hai cái đó phải chia hai đĩa, vì riêng cái ban thờ mà thờ các vị thần tài, nếu mà thờ hai vị, gọi là ban thờ nhị vị thần tài thổ địa, thì là sẽ có hai đĩa đồ mặn. Nhưng nếu mà là thờ ba vị thì phải có ba đĩa đồ mặn, còn chung một đĩa hoa quả. Đấy, và chúng ta lưu ý là riêng với thờ thần tài thổ địa lại có tiền riêng của thần tài thổ địa, thì nó được gọi là tiền thần tài, thì chúng ta sẽ mua tiền thần tài để cúng trong cái ngày lễ khai trương mở hàng. Tiếp theo chúng tôi có một cái câu hỏi mà một nữ khán giả tên là Quỳnh Trang có đặt ở trên cái video của chúng tôi, muốn chuyển đến chuyên gia Song Hà. Là bạn Quỳnh Trang có hỏi là những cái điều kiêng kỵ trong cái ngày khai trương mở hàng, ví dụ như là bạn ấy có nói là theo em được biết thì chúng ta không nên quét nhà, không nên soi gương trong cái ngày mà là khai trương mở hàng để tránh những cái việc đổ vỡ, đúng không ạ? Chuyên gia có chia sẻ cụ thể hơn về cái vấn đề mà những cái điều kiêng kỵ như thế nào? Trong cái ngày khai trương mở hàng thì nó có mấy cái điều kiêng sau. Tức là thứ nhất, không phải là kiêng soi gương mà kiêng không để bị gương vỡ, hoặc là kiêng không để gương soi vào nơi thờ cúng, hoặc kiêng không để gương soi ra cái cửa bán hàng, cái cửa mà người ta bán hàng ta bước vào đấy, thì là không nên soi gương, vì như thế cái hình ảnh phản chiếu nó sẽ làm cho thu lại cái hình ảnh nó rất là đen tối, nó bị ngược sáng mà. Tức là gương là phải treo đúng chỗ và không nên treo ngược sáng đối diện với cửa cửa của cái quầy kinh doanh. Tiếp theo nữa là rất cần chú ý là không nên là tức là chúng ta nên quét dọn, tiến hành cái việc quét dọn hoặc vệ sinh, tổng vệ sinh từ ngày hôm trước. Chứ còn không nên, nhất là những cái người mà khai trương mở hàng mùng 1, mùng 2 thì không nên quét dọn vào những cái ngày đó, mà nên quét dọn vào ngày mùng 3. Đấy thì tất cả các việc tổng vệ sinh nên trước đó, nên tầm những cái ngày trước Tết ấy, 28, 29 rồi 24, 23. Tại vì sao? Vì năm nay nó có cái ba cái ngày lập xuân là 25, 26, 27 thì lại cũng kiêng tổng vệ sinh, thì là chúng ta phải lưu ý cái điều đó. Thế còn nữa là trong cái ngày mở hàng ấy thì là người ta rất là kiêng những người có vía dữ, tức là những cái người mà chúng ta biết là họ tự nhiên nhiều khi chúng ta sắp xếp người mở hàng, nhưng mà thấy cửa hàng mở ra người ta ập vào người ta ăn, hoặc người ta ập vào người ta mở hàng, người ta thành mở hàng ngẫu nhiên đấy, mà người ta vía không tốt, thì chúng ta kiêng như vậy thì chúng ta phải tiến hành cái việc đốt vía. Với người nữ thì chúng ta đốt vía bằng lửa và chạy vòng quanh cửa hàng 7 vòng. Còn với người nam 9 vòng, còn với người nam thì chúng ta sẽ chạy vòng quanh cái quầy hàng 7 vòng. Đấy thì để đẩy đi những cái năng lượng xấu. Đang nói cái chuyện về khai trương mở hàng thì tôi có một cái câu chuyện này cũng khá là vui, không biết là chuyên gia có sẵn sàng chia sẻ không. Tôi có một người bạn thì cũng là nhà kinh doanh, thì chị ấy có hỏi là nhân chuyện khai trương ấy thì cái việc vợ chồng, tức là trong những ngày Tết thì họ có muốn là sinh hoạt vợ chồng với nhau thì có kiêng kỵ gì không ạ? Đúng rồi, nếu mà trước cái hôm mà làm cái nghi lễ khai trương mở hàng ấy là tuyệt đối tránh cái việc đó.
trước một hôm đấy. Thế còn thực ra với cái phong tục văn hóa của người Việt Nam ấy, thì ba cái ngày đầu năm là kiêng hoàn toàn, mùng 1, mùng 2, mùng 3, cho nên cố gắng giữ gìn để bắt đầu mùng 4 thì, nhưng nếu mà mùng 4 mở hàng thì phải sau khi khai trương mở hàng xong, buổi tối mùng 4 thì mới được triển khai. Cảm ơn chuyên gia Song Hà. Như vậy là người bạn của tôi cũng đã có thể là có câu giải đáp cho cái câu hỏi của mình rồi. Vậy thì còn một cái điều nữa, tức là ngoài cái việc là các cửa hàng mở hàng thì những cái hàng mà bán các cái đồ, ví dụ như là đồ ăn, đồ uống, đồ vật tiêu dùng hàng ngày ấy, thì người khách đầu tiên mua ấy thì chắc chắn là người mở hàng phải, đúng không ạ? Thưa chuyên gia, thế vậy thì đối với lại là những cái người khách đấy thì gia chủ nhà kinh doanh cần có lưu ý gì ạ? Tức là nếu mà chúng ta có sự sắp xếp sẵn rồi thì nó dễ, chúng ta sẽ nhắc nhở trước là khi họ giả tiền là chúng ta sẽ không giả lại dù họ đưa đồng tiền bao nhiêu tiền. Thế nhưng nhiều khi nó có cái sự ngẫu nhiên là cái người mà chúng ta sắp xếp còn chưa kịp đến thì đã có cái người mà ngẫu nhiên đến ấy, thì chúng ta nhớ là không trả bằng tiền mặt, chúng ta sẽ chuyển khoản trả khi phải trả lại. Có thể họ giả mình bằng tiền mặt nhưng mình sẽ không giả lại họ bằng tiền mặt, mà mình sẽ giả bằng chuyển khoản, để tránh cái hành động là bị đưa tiền gửi lại họ trong cái việc mà họ là người khách đầu tiên. Thế đấy là cái điều mà chúng ta phải rất là chú ý. Hai, nếu mà chúng ta đã có sự sắp xếp ấy, thì chúng ta nên sắp xếp cho cái người mở hàng chúng ta đã sắp xếp trước, đưa trước cho họ những cái phong bao, để khi họ đến mở hàng, ngoài việc họ trả mình cái tiền là cái tiền họ mua cái đồ vật của mình hoặc sử dụng đồ vật của mình, thì họ sẽ hào phóng, họ mừng tuổi chúng ta. Thì đấy là một cái điều rất là may mắn. Và nếu có ban thờ thần tài thổ địa thì nên để luôn các cái phong bao vào ban thờ thần tài thổ địa nữa, đấy người ta gọi là cái vía đỏ cho cái ngày khai trương mở hàng. Rất cảm ơn những chia sẻ hữu ích của chuyên gia phong thủy Song Hà. Hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi thì quý vị đã xác định được cho mình là cái ngày mà mở hàng khai trương trong năm nay, và chọn cho mình được là cái người mà hợp tuổi của mình để mà khai trương một cái là thật là may mắn và có một năm mới kinh doanh phát tài. Nhân dịp năm mới thì chương trình cũng xin kính chúc cho quý vị một năm dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, và đặc biệt là các quý vị mà trong công tác kinh doanh thì thật nhiều may mắn, phát tài, phát lộc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng của ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày đầu tiên làm việc thuận lợi, may mắn, thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.